Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước Trung ương, năm 2023, Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm xếp thứ nhất toàn quốc về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước cấp huyện. Việc đánh giá được Kho bạc Nhà nước Trung ương khảo sát trực tiếp với các đơn vị thực hiện giao dịch. Theo đó, qua sự đánh giá mức độ hài lòng của 78 đơn vị thực hiện giao dịch, Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm đạt 992 điểm, đạt tỷ lệ gần 99%, xếp thứ nhất trong tổng số hơn 700 đơn vị cấp huyện của cả nước. Ba chỉ số đánh giá liên quan trực tiếp đến khách hàng giao dịch là thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, số lần yêu cầu hoàn thiện hồ sơ và thái độ của công chức kho bạc trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2023, Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm thực hiện trên 26.000 giao dịch, là một trong những đơn vị có số lượng giao dịch lớn nhất tỉnh. Quản lý thu ngân sách gần 5.000 tỷ đồng, kiểm soát chi theo dự toán trên 2.100 tỷ đồng, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đường vành đai 4 và các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, đơn vị còn ủy quyền thanh toán một số dịch vụ với các đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện. Tích cực phối hợp hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách, ghi chép chứng từ trên cổng dịch vụ công để hạn chế tối đa sai sót dẫn đến phải trả lại hồ sơ nhiều lần.